4.2. Những nội dung pháp lý cơ bản của nhà nước ta. A. Những quan hệ pháp luật quốc tế về kinh tế của Việt Nam. Từ năm 1986 đến nay, Việt Nam đã đàm phán và ký kết nhiều hiệp định thương mại song phương với các nước trên thế giới. Ngày 14 tháng 7 năm 2000, Hiệp định Thương mại song phương Việt Nam-Hoa Kỳ được ký kết đã mở ra một trang mới trong quan hệ mậu dịch giữa hai nước. Và Hiệp định Đa phương, chúng ta cũng đã ký Hiệp định về buôn bán hàng dệt may với EU tháng 12 năm 1992, Hiệp định Khung hợp tác Việt Nam-EU tháng 7 năm 1995. Gia nhập ASEAN tháng 7 năm 1995 và tham gia khu vực mậu dịch tự do của ASEAN AFTA từ ngày 1 tháng 1 năm 1996. Tuy vậy, Việt Nam hiện nay chưa phải là thành viên của Tổ chức Thương mại Quốc tế WTO. Nước ta cũng chưa thiết lập được một hệ thống luật phù hợp với hệ thống pháp luật của WTO như luật về quyền sở hữu trí tuệ, luật ngân hàng. Nước ta đã tham gia Công ước Viên năm 1980 về mua bán hàng hóa quốc tế. Điều ước này nhằm loại bỏ những quy định khác nhau trong các hệ thống luật quốc gia về những vấn đề liên quan đến thủ tục ký kết và thực hiện hợp đồng của các bên trong mua bán quốc tế. Luật Thương mại tháng 5 năm 1997 cũng đã dành một số điều quy định về hợp đồng ngoại thương, nhưng cũng mới chỉ tạo ra những nguyên tắc chung nhất điều chỉnh quan hệ mua bán quốc tế mà chưa có những chế định cụ thể phù hợp đáp ứng nguyện vọng của các thương nhân Việt Nam có quan hệ thương mại quốc tế. Mặt khác, pháp lệnh của nhà nước về hợp đồng kinh tế năm 1989 đã bộc lộ khá nhiều điểm bất cập, mâu thuẫn, thiếu tính cập nhật để điều chỉnh các quan hệ về hợp đồng, trong đó loại hình hợp đồng mua bán hàng hóa là một chế định điển hình. Công ước Hamburg năm 1978 về chuyên chở hàng hóa bằng đường biển, Công ước Warsaw về thống nhất các quy tắc trong vận tải hàng không quốc tế năm 1924 được bổ sung các năm 1955, 1966 và 1975, quy tắc York-Anweb 1974, 1990, 1994 quy định về tổn thất chung trong vận chuyển hàng hóa. Công ước của Liên Hiệp Quốc về hối phiếu, đòi nợ và nhận nợ. B. Pháp luật cho lĩnh vực đầu tư. Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 1987 chính thức tuyên bố mở cửa thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Luật này đã được bổ sung sửa đổi vào các năm 1990 và 1992. Các luật đầu tư nước ngoài đó cùng với các văn bản quy phạm pháp luật khác về cơ bản đã tạo lập được một khung pháp luật về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, bảo đảm sự an toàn cho nhà đầu tư nước ngoài trong đầu tư và thực hiện quyền tự chủ kinh doanh, đồng thời bảo đảm nguyên tắc tôn trọng độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam, tuân thủ pháp luật của Việt Nam, bình đẳng và các bên cùng có lợi. Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 1987 đã bộc lộ những hạn chế nhất định về mặt nội dung và kỹ thuật lập pháp. Tuy đã qua hai lần sửa đổi, để khắc phục những hạn chế đó trong điều kiện đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập vào kinh tế khu vực và thế giới, ngày 12 tháng 11 năm 1996, Quốc hội đã thông qua Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Luật đầu tư nước ngoài năm 1996. Từ năm 1997, tình hình trong nước cũng như khu vực và thế giới đã có nhiều thay đổi. Trong nước, nhịp thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam liên tục suy giảm. Để chặn đà suy giảm, tiến tới có sự tăng trưởng, đồng thời để đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, năm 2000, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, gọi tắt là luật đầu tư nước ngoài năm 2000 đã ra đời với 6 chương 68 điều, nhằm tháo gỡ kịp thời những khó khăn cản trở đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp phép và đang hoạt động, thu hút nhiều dự án đầu tư mới với chất lượng cao, xích thêm một bước giữa pháp luật đầu tư trong nước và nước ngoài để tiến tới một luật đầu tư thống nhất, thực hiện sự hội nhập quốc tế về pháp luật. Những điểm đổi mới chủ yếu của Luật Đầu tư nước ngoài năm 2000 về hình thức đầu tư, mở rộng diện chủ đầu tư trong nước tham gia hợp tác đầu tư với nước ngoài tới mọi doanh nghiệp Việt Nam thuộc mọi thành phần kinh tế, cho phép nhà đầu tư nước ngoài được thành lập công ty cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, bổ sung quy định địa vị pháp lý và thẩm quyền của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký hợp đồng BOT nhằm đảm bảo hiệu lực pháp lý của loại hợp đồng này. Về tổ chức hoạt động của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cho phép nhà đầu tư nước ngoài góp vốn bằng tiền Việt Nam có nguồn gốc hợp pháp tại Việt Nam. Bãi bỏ yêu cầu về việc cấp chứng chỉ giám định giá trị vốn góp của tổ chức giám định độc lập. Cho phép doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tự quyết định việc chuyển nhượng vốn và phải đăng ký tại cơ quan cấp giấy phép đầu tư. Bổ sung mới quy định về việc tổ chức tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo cách sáp nhập, chia tách, phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp năm 1999. Có sự chuẩn thuận của cơ quan cấp giấy phép đầu tư, doanh nghiệp liên doanh có thể chuyển đổi thành doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài và ngược lại. Cho phép các bên liên doanh thỏa thuận các điều kiện chấm dứt hoạt động trong hợp đồng để tránh sự đơn phương đình chỉ hợp đồng. Bổ sung quy định việc cấp giấy phép đầu tư theo phương pháp thẩm định xét duyệt cấp giấy phép nhằm cải tiến và đơn giản hóa thủ tục đầu tư. Chính phủ kiên quyết loại bỏ những quy định do các ngành các địa phương ban hành trái với chủ trương chính sách của chính phủ, tránh tình trạng phép vua thua lệ làng, tạo nên một hệ thống pháp luật đầy đủ, đồng bộ xuyên suốt từ trung ương đến địa phương. Luật đầu tư trong nước và các luật khác có liên quan đến đầu tư nước ngoài. Tính đến sự tương thích đối với đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam, Quốc hội nước ta đã ban bố Luật Khuyến khích Đầu tư trong nước sửa đổi ngày 20 tháng 5 năm 1998, Luật Công ty, Luật Doanh nghiệp tư nhân năm 1990, Luật Doanh nghiệp năm 1999, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu năm 1987, Bộ Luật Hàng hải năm 1990, Luật Hàng không dân dụng năm 1991, Luật Đất đai năm 1993, Luật Doanh nghiệp nhà nước năm 1994, Luật Khuyến khích Đầu tư trong nước năm 1994, Luật Khoáng sản năm 1996. Quốc hội khóa 9 ngày 18 tháng 10 năm 1995 đã thông qua Bộ Luật Dân sự đầu tiên của Việt Nam có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 1996. Pháp luật cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa. Trước khi có Luật Thương mại, Bộ Thương mại, cơ quan quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất nhập khẩu đã ban hành nhiều văn bản pháp quy về quyền kinh doanh xuất nhập khẩu, về chính sách mặt hàng, danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, nhập khẩu, danh mục hàng hóa quản lý bằng hạn ngạch, danh mục hàng xuất nhập khẩu quản lý chuyên ngành, danh mục hàng hóa có liên quan đến cân đối lớn của nền kinh tế quốc dân, xăng dầu, đường, thép, xây dựng, phân bón. Quản lý nhập khẩu hàng tiêu dùng, về ký kết và quản lý hợp đồng mua bán ngoại thương, về các phương thức kinh doanh tạm nhập tái xuất, quá cảnh chuyển khẩu, hướng dẫn đặt văn phòng đại diện thường trú của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, về hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Luật Thương mại năm 1997, đây là bộ luật đầu tiên của chế độ mới ở nước ta về lĩnh vực thương mại gồm 6 chương, 24 mục và 264 điều để điều chỉnh hoạt động thương mại nói chung, trong đó có thương nhân nước ngoài. D. Pháp luật cho lĩnh vực xuất nhập khẩu tri thức, cho việc sở hữu công nghiệp và chuyển giao công nghệ. Nhà nước ta đã có tương đối nhiều văn bản pháp luật về lĩnh vực này, như Pháp lệnh xử phạt hành chính ban hành ngày 6 tháng 7 năm 1995. Đây là văn bản pháp luật cao nhất trong hệ thống văn bản về xử phạt hành chính tại Việt Nam. Văn bản này quy định thẩm quyền của các cơ quan pháp luật, hình thức xử lý, thủ tục thực thi của các cơ quan trong quá trình xử lý các hành vi vi phạm hành chính, cũng như quyền khiếu nại tố cáo của các cá nhân tổ chức trong quá trình xử lý các vi phạm hành chính. Nghị định số 12/1999/NDCP của Chính phủ ngày 6 tháng 3 năm 1999 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp. Nghị định này quy định các hành vi vi phạm trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp, các biện pháp xử phạt và thẩm quyền của các cơ quan chức năng có liên quan. Bộ luật dân sự được ban hành ngày 28 tháng 10 năm 1995 quy định về sở hữu trí tuệ phần thứ 6 và về sở hữu công nghiệp chương 2. Ngoài ra, còn có một số văn bản hướng dẫn thực hiện các quy định về sở hữu công nghiệp, hợp đồng chuyển giao công nghệ là một phần trong Bộ luật dân sự. Luật khoa học và công nghệ năm 2000 là một bước tiến quan trọng của pháp luật Việt Nam trên lĩnh vực này, các chế định về hợp đồng chuyển giao công nghệ. Hợp đồng chuyển giao công nghệ là văn bản pháp lý thể hiện quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm hai bên giao và nhận công nghệ và các điều kiện tương ứng nhằm bảo vệ quyền lợi của các bên. Hiện nay về việc này, pháp luật Việt Nam đã có chương 3 phần 6 Bộ luật dân sự, Nghị định 45/1998/NDCP ngày 1 tháng 7 năm 1998, Thông tư 3055/TT-SHCN ngày 31 tháng 12 năm 1996 quy định về hợp đồng ly sang về hình thức. Tất cả các hợp đồng chuyển giao công nghệ giữa chủ thể Việt Nam và chủ thể nước ngoài đều phải được lập thành văn bản và đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Riêng các hợp đồng sau đây cần phải được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt trước khi đăng ký. Hợp đồng có sự tham gia của doanh nghiệp có nhà nước góp vốn, hợp đồng chuyển giao công nghệ từ Việt Nam ra nước ngoài, hợp đồng có sự tham gia của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và có giá trị trên 30.000 đô la. Các chế định về hợp đồng ly sang. Hợp đồng ly sang là một dạng đặc thù của hợp đồng chuyển giao công nghệ, trong đó đối tượng của hợp đồng là các sáng chế, phải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu hàng hóa. Vì chủ sở hữu các tài sản trên có độc quyền cho hoặc không cho người khác sử dụng trí tuệ của mình, nên việc sử dụng chúng phải được phép của chủ sở hữu, phép đó chính là hợp đồng. Theo luật Việt Nam, mọi hợp đồng ly sang phải được đăng ký tại Cục Sở hữu Công nghiệp. Riêng một số hợp đồng sau đây cần phải được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt trước khi đăng ký. Hợp đồng có sự tham gia của doanh nghiệp có nhà nước góp vốn. Hợp đồng ly sang có bên giao là Việt Nam, bên nhận là nước ngoài. Hợp đồng ly sang có hiệu lực từ thời điểm phê duyệt đăng ký. Ngoài các hình thức hợp đồng như trên, còn có các hợp đồng tư vấn công nghệ như tư vấn cải cách hành chính, tư vấn đầu tư. Các hợp đồng này có thể được coi như hợp đồng dịch vụ. Song, nếu trong hợp đồng có chuyển giao kiến thức nhằm đạt được một số hiệu quả nhất định, các hợp đồng đó cũng được coi là hợp đồng chuyển giao công nghệ. Hợp đồng chuyển giao công nghệ có thể tồn tại độc lập hay cũng có thể được tiến hành trong khuôn khổ một dự án đầu tư. Theo đó, một bên đóng góp vốn vào công ty liên doanh hay hợp đồng hợp tác kinh doanh, gọi là hợp đồng liên doanh hay hợp đồng hợp tác kinh doanh. Trong các hợp đồng này, một bên đóng góp công nghệ để được chia lợi nhuận từ dự án đầu tư. Theo luật Việt Nam, tỷ lệ góp vốn bằng công nghệ trong hợp đồng liên doanh tối đa không quá 30% vốn pháp định của một dự án. Như vậy, tính đến nay, nhà nước ta có tương đối đầy đủ các văn bản pháp luật về sở hữu công nghiệp và chuyển giao công nghệ. Tuy nhiên, còn ít nội dung về các biện pháp xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Ngoài ra, trong pháp luật dân sự, hình sự chưa thể hiện cụ thể việc bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp. Điều đó làm giảm khả năng thực thi, cũng như độ tin cậy của việc bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam. E. Định hướng tăng cường pháp luật về kinh tế đối ngoại của Việt Nam trong tương lai. Tiếp tục bổ sung sự thiếu hụt về pháp luật cho lĩnh vực kinh tế đối ngoại, một lĩnh vực rộng lớn và nhạy cảm, nâng cao chất lượng pháp luật hiện có, tăng cường tính tương thích của pháp luật Việt Nam với pháp luật của các nước trong cộng đồng khu vực và thế giới. Chẳng hạn, cần tăng cường pháp luật sở hữu công nghiệp và quyền tác giả đã thể hiện trong việc quy định tại Bộ luật dân sự. Tuy nhiên, xét về chi tiết, còn xuất hiện những sai sót cần phải sửa đổi. Ví dụ, quy định sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hóa, những phạm trù đơn nhất như phạm vi bảo hộ, quyền sở hữu trong Bộ luật dân sự có thể gây nên nhầm lẫn trong cách hiểu của những người sử dụng quyền sở hữu công nghiệp ít kinh nghiệm. Một ví dụ khác tại Điều 14 Nghị định 63/CP quy định quyền nộp đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ đã gộp việc giải thích các điều kiện khác nhau cho tất cả các đối tượng sở hữu dưới một mục đơn nhất. Điều này dẫn đến kết quả là một người chỉ quan tâm đến một đối tượng vẫn phải tìm hiểu tất cả để tìm ra quy định mà họ cần. Sự hạn chế nói trên đang làm giảm những nỗ lực tăng cường nhận thức và hiểu biết về quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam. Nó cũng gây ảnh hưởng cho việc tìm hiểu pháp luật Việt Nam ở nước ngoài, cho các nhà đầu tư và đối tác thương mại tiềm năng. Do đó, việc ban hành các văn bản pháp luật có liên quan đến từng đối tượng sở hữu công nghiệp và quyền tác giả riêng biệt theo tiêu chuẩn quốc tế vẫn thường làm là đề xuất cần được xem xét khẩn cấp và nghiêm túc. Mặt khác, nhà nước cần tăng cường quản lý việc cung cấp thông tin về sở hữu công nghiệp, vừa bảo đảm bí mật quốc gia, vừa tránh các thông tin thất thiệt gây tổn thất cho người sử dụng. Nhu cầu cung cấp thông tin cho các nhà khoa học, cá nhân, các công ty rất lớn. Do đó, hoạt động sở hữu công nghiệp cần được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và đặc biệt là Cục Sở hữu Công nghiệp chú trọng. Tổ chức các cuộc tuyên truyền, hội thảo dưới hình thức đào tạo nội bộ cho các viện nghiên cứu và công ty doanh nghiệp, tổ chức các khóa học ngắn ngày cho các trường đại học về những vấn đề cơ bản và thực tế bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp. Cục Sở hữu Công nghiệp cần tiến hành một cách có hệ thống các cuộc tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Cần phải thành lập một trung tâm về quyền sở hữu công nghiệp cho các nhà công nghiệp mang tính chất tư vấn trực thuộc Cục Sở hữu Công nghiệp để hỗ trợ các vấn đề về kỹ thuật và pháp lý, chiến lược về quyền sở hữu công nghiệp, đàm phán ly sang và hợp đồng, quy định về vốn và xây dựng kế hoạch làm việc cho các doanh nghiệp muốn tạo lập công việc kiểu dáng trên cơ sở công nghệ của chính họ. Tăng cường tính nghiêm minh của việc tuân thủ pháp luật đã có. Thực thi có hiệu quả các chương trình kinh tế đối ngoại, trong đó có việc thiết lập các quan hệ kinh tế với Hoa Kỳ, khôi phục và phát triển các quan hệ kinh tế đối ngoại truyền thống với một số quốc gia đã có từ lâu. Ngày 14 tháng 7 năm 2000, Việt Nam và Hoa Kỳ đã ký Hiệp định Thương mại Việt-Mỹ. Theo Hiệp định, hàng hóa Việt Nam vào thị trường Mỹ sẽ được hưởng quy chế tối huệ quốc và được hưởng các quyền lợi như hàng hóa của Mỹ ở trong nước. Hàng hóa và đầu tư của Hoa Kỳ vào Việt Nam cũng sẽ được hưởng quy chế MFN. Hiệp định dành riêng chương 3 quy định về quyền sở hữu trí tuệ có nội dung chủ yếu như các bên dành cho nhau quy chế tối huệ quốc và đãi ngộ quốc gia. Hiệp định quy định chi tiết tiêu chuẩn bảo hộ tối thiểu và các quyền tối thiểu đối với bản quyền tác giả, đặc biệt là phần mềm máy tính, nhãn hiệu hàng hóa, sáng chế, thiết kế vi mạch, bí mật thương mại và phương pháp thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Hiệp định cũng quy định cụ thể các biện pháp thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại biên giới, bao gồm việc bắt giữ hành vi xâm phạm tại cửa khẩu, không quá 10 ngày khi gia hạn phải có lệnh của cơ quan thẩm quyền, kê khai đăng ký đối tượng sở hữu trí tuệ tại cửa khẩu hải quan dễ bảo vệ, theo dõi. Để thực thi Hiệp định Thương mại Việt-Mỹ cũng như đáp ứng yêu cầu của công cuộc hội nhập, Việt Nam cần đặt ra một lộ trình để tham gia các công ước về sở hữu trí tuệ như Công ước Ben, Công ước Geneva về quyền kế cận, Công ước UPOP về giống thực vật, Công ước Bruxelles về tín hiệu phát sóng thu qua vệ tinh. Việc Việt Nam đề đơn gia nhập Tổ chức Thương mại Quốc tế WTO cũng có nghĩa là phải xây dựng khung pháp luật về sở hữu trí tuệ theo quy định của Thỏa ước CHIPS.